Thưa quý vị và các bạn, trong các chuyến khảo sát các doanh nghiệp vừa qua, lãnh đạo Thành ủy đã chỉ đạo ngành công thương nhanh chóng xúc tiến thực hiện chợ nông sản online hay còn gọi là sàn giao dịch nông sản thương mại điện tử. Thực hiện ý kiến chỉ đạo đó, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ đã tiến hành mời gọi một số doanh nghiệp và chủ đầu tư cho dự án này cùng nghiên cứu để sớm triển khai. Trong chuyến khảo sát, thăm và làm việc với các doanh nghiệp quận Thốt Nốt và quận Cờ Đỏ gần đây, lãnh đạo Thành ủy nhận thấy rằng cần sớm thực hiện một chợ nông sản online ở khu vực quận Cờ Đỏ là nơi có nhiều doanh nghiệp chế biến lúa gạo, gần tân cảng Thốt Nốt, giao thông thông suốt, đất đai xây dựng trụ sở, văn phòng, kho bãi khá thuận lợi và chi phí đầu tư hạ tầng tương đối thấp. Sở Công Thương đang là phối hợp với các cơ quan chức năng và các cái cục của Bộ Công Thương để phối hợp với doanh nghiệp để chúng ta thành lập một cái chợ gạo mang tính chất là sàn gạo và kết hợp với doanh nghiệp góp phần làm sao đó quảng bá được cái sản phẩm gạo của Cần Thơ, của đồng bằng sông Cửu Long vừa ở là trong nước và ngoài nước để là chúng ta góp phần cho cái hoạt động xuất khẩu mang lại cái kết quả tốt hơn. Mới đây, đại diện Kita Group đã cùng ngành chức năng tiến hành khảo sát nhiều doanh nghiệp tại quận Cờ Đỏ. Đơn vị này cho rằng chợ nông sản online sẽ góp phần tăng tính nhận diện và quảng bá thương hiệu nông sản, trong đó có gạo của Cần Thơ, qua đó xúc tiến đầu tư cho sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp và đại diện tập đoàn Lộc Trời cùng liên doanh công ty cổ phần lương thực Lộc Nhân tại quận Cờ Đỏ đã đồng tình ngay với phương án mở chợ nông sản online. Tôi nghĩ rằng cái lựa chọn ở đây làm cái mặt bằng để cái làm cái chợ gạo đó, nó là một phần của rất quan trọng của cái chuỗi sản xuất lúa gạo bền vững mà của 1 triệu hectare này. Đây là tôi cho rằng là cực kỳ chính xác và nó đáp ứng đủ các cái yêu cầu về nguyện vọng cũng như những cái điều kiện cần thiết của chúng ta. Đặc biệt lần này là chúng ta có gắn với cái sàn điện tử mà ở đó chính là có những người chủ chợ rất rõ ràng, có mối mang, có công nghệ đã đành, họ có đưa cho mình tới những cái mối để chúng ta tiêu thụ. Đây chính là cái cơ hội để tôi cho nghĩ rằng là chẳng những cái vùng đất này phát triển nhưng mà nó làm nên cái lịch sử của nó là làm cái chợ, cái mặt bằng để quy tụ cái lúa gạo ở khu vực này về đây. Và tôi cho rằng đó chính là cái điều kiện để giúp cho cái khu vực này trong cái việc mà tiêu thụ lúa gạo của mình đó, một là nhanh nhưng mà thứ hai để đảm bảo về cũng là để đảm bảo chất lượng và cuối cùng chính là cái hiệu quả trong vấn đề thương mại. Qua các chuyến khảo sát, các bên tham gia sẽ tiếp tục bàn bạc, trao đổi để phân tích sâu hơn về các yếu tố để xây dựng chợ nông sản online. Các vấn đề đáng chú ý là cần xác định vị trí xây chợ, nhu cầu thị trường, năng lực cung cấp cho xuất khẩu, hỗ trợ nguồn vốn và tài chính cho các doanh nghiệp cùng thực hiện dự án, lợi ích khi tham gia online của các đối tác, việc thành lập và vận hành bộ máy điều hành chợ, v.v.